Xin chào toàn thể anh em đã trở lại với kênh của Tâm Minh Audio. Hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu anh em mấy cái bộ mic bãi của Đài Loan, mic bãi Đài Loan 6 số anh em nhé. Cái mic này hôm nay em sẽ để giá cực kỳ tốt cho anh em luôn. Đấy, hôm nay em sẽ để giá cực kỳ tốt anh em nhé. Anh em đăng ký kênh, ủng hộ kênh của Tâm Minh Audio để cập nhật những cái sản phẩm mới nhất anh em nhé. Bây giờ em thử cái test qua cái tiếng rồi em báo giá cho anh em nhé. Đấy anh em này. Đấy, mic bật tay lên là màn hình sẽ đổi màu anh em nhé. Anh em nhìn cái màu này, lại đổi rồi. Tay mic rất là đẹp anh em ạ. Bây giờ em thử alo anh em nghe nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Nghe 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, tiếng hát rất là nhẹ luôn em ạ. Tiếng hát rất là nhẹ và rất là dày luôn em nhé. Đấy, những cái mic bãi này thì những cái dòng mic mới khoảng tầm 3 triệu thì không có cửa luôn em nhé. Đấy, hôm nay là em trả giá cho anh em với cái giá là 1.450.000. Đấy, bao ship. Cái mic này bình thường em bán là 1.650.000 anh em nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái mic này rất là đẹp mà rất là tiết kiệm pin luôn anh em ạ. Đấy, anh em nhớ đăng ký kênh, ủng hộ theo dõi Tâm Minh Audio anh em nhé. Xin chào toàn thể anh em.